Có ai cứ đi chọn nấu cơm thì gọi em làm mà ship cho nhá. Gà mệt đấy ạ. Từ 250.000 đến 500.000 tùy theo số lượng người ăn ạ. Gà bó xôi nha, xôi chim. Có ai chưa đi chợ nấu cơm thì gọi em làm cho. Em làm rồi em ship cho nhá. Gà rất ngon ạ. Gà vàng ngon ạ. Đây là gà quay đây ạ. Đây là gà răng muối ạ. Miếng xào lòng mề, dưa chuột trẻ, dưa chua, gà ấp, lá chanh, xôi chiên. Có anh chị em nào mà chưa đi chợ nấu cơm thì alo cho em 0989 324 250 sẽ được sở hữu một mẹ ghi hình ạ. Gà nhà em là gà đảm bảo ngon luôn ạ. Mọi người ăn làm em bao ngon luôn nhá. Có anh chị em nào mà chưa đi chợ nấu cơm thì gọi em làm cho ạ. Gà mẹt, gà bó xôi, xôi chim. Quanh khu vực Vĩnh Yên được miễn ship hết ạ. Đến. Quanh khu vực Vĩnh Yên đều được miễn ship hết ạ. Có anh chị em nào mà chưa đi chợ nấu cơm thì gọi em làm thôi nhá. Em chào 5 người đang xem ạ. Đây gà hấp lá chanh ạ. Gà quay, gà rang muối, miếng xào lòng mề, dưa chuột trẻ, dưa chua, xôi chiên. Có anh chị em nào mà chưa đi chợ nấu cơm thì gọi em làm cho nhé. Số điện thoại của em là 0989 324 250. Gà nhà em là gà ngon đảm bảo luôn mọi người nhé. Gà nhà em là bắt tại vườn luôn nên mọi người không phải lo nhá. Gà ngon đảm bảo luôn. Một suất một mẹt y hình là sở hữu từ 250 đến 500.000 ạ. Anh chị em muốn ăn mẹt bao nhiêu cũng có ạ. Em chào bạn Hạnh Tuyết nhé. Bạn ơi, nếu bạn chưa đi chợ nấu cơm thì gọi alo mình ship cho nhé. Có anh chị em nào mà chưa đi chợ nấu cơm thì gọi alo em ship cho nhá. Một mẹt y hình từ 250 đến 300, 400, 500 cũng có ạ. Đây là mẹt của khách ạ. Mẹt của khách em vừa làm xong ạ. Nếu ai muốn ăn thì gọi báo trước cho em tầm 3-40 phút ạ. Đây, em chào cả nhà nhá.